Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái đề tài nó rất là thú vị. Có nhiều người nói là tại sao những cái video nhảm nhí, những cái tin tức mà lá cải thì rất là nhiều người quan tâm. Mà những cái để học hành, để thành công, để giàu có thì không ai quan tâm. Những cái mà giúp bạn được tự do tài chính, những cái nguồn thu nhập thụ động thì không ai nghiên cứu. Đó các bạn, bây giờ cho các bạn chọn giữa hai việc, việc đi ngủ và việc thức dậy thì bạn chọn cái nào? Là người bình thường ai cũng muốn đi ngủ hết, đúng không các bạn? Đi ngủ có nghĩa là nằm giường, nằm ở trên giường ngủ á, mà ngủ nướng á, thì ai cũng muốn ngủ nướng hết các bạn. Nhưng mà cái việc phải thức dậy sớm để làm việc thì không ai muốn hết, nhưng mà đa số ít sẽ làm được đó các bạn. Ví dụ như cái tin tức cũng vậy thôi, cái tin tức nhảm nhí, tin tức báo lá cải, những cái tin đồn thổi, rồi những cái tin giật gân rồi này, ai cũng muốn xem hết các bạn. Nhưng mà một số ít, một cái thiểu số, người ta sẽ không quan tâm tới những cái việc đó, tại vì người ta biết những cái tin tức đó không làm giàu cho bản thân họ được, không phát triển bản thân của họ, và không có cái gì động lực để cho có thể cho họ biết được. Bạn coi những cái tin tức của Phúc XO rồi những cái tin này nọ đó có giúp bạn giàu có được không? Tin của cái anh chàng anh đeo vàng đeo bạc nó có giúp bạn giàu có được không? Nếu mà nó giúp bạn giàu có được thì bạn hãy xem những cái tin đó. Bạn coi tivi những cái phim tập, tất nhiên là giờ giải trí bạn coi thoải mái, một ngày có 24 tiếng thì chỉ cần giải trí nửa tiếng 15 phút, maximum là một tiếng là đủ rồi các bạn. Không thể nào giải trí từ giờ này qua giờ nọ mà bạn nói đó là giải trí được. Cái đó không phải là giải trí các bạn, cái đó là sử dụng thời gian vô ích. Nó sẽ giúp bạn, nó sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn, nó sẽ giúp bạn nghèo khó hơn các bạn. Lý do tại sao? Sau khi bạn phải đi lo cơm áo gạo tiền, bạn về nhà bạn không biết mục đích của bạn làm gì hết, bạn phó mặc cuộc đời cho bạn. Bạn ngồi bạn lướt Facebook, bạn ngồi bạn coi tivi. Coi tivi ở bên Mỹ, ở bên Úc người ta gọi là potato couch, là cái nghĩa là potato là trái trái khoai tây á các bạn, couch là cái couch đó, cái ghế sofa rồi này nọ. Mà bạn ngồi đó một đống rồi mỗi ngày béo phì, thay vì bạn đi làm việc, đi kiếm cơm xong về đi tập gym cho người nó khỏe mạnh, đọc những quyển sách cho giúp phát triển bản thân, vượt qua vùng an toàn của chính bạn, và hãy học những cái lớp để phát triển con người, và có thể là những cái lớp marketing, những cái lớp thương mại điện tử, làm sao để bán hàng vậy, để bạn không còn làm công ăn lương nữa các bạn, để bạn thay thế cái việc làm công ăn lương, thay thế những cái việc mà bạn đi làm để bạn kiếm cơm bằng những cái nguồn thu nhập khác các bạn. Thay vì bạn phải đi đổi 40 giờ của bạn mỗi tuần để bạn, ở Việt Nam còn nhiều hơn 40 giờ nữa các bạn, bên Úc này 40 giờ. Thay vì bạn đi đổi 40 giờ như vậy, bạn bây giờ chỉ cần đi đổi giảm xuống còn 30 giờ thôi mà vẫn thu nhập được như cũ. Có nghĩa là 40 giờ mình tính trung bình đi, 40 giờ bạn thu nhập 25 đồng. Có nghĩa là bạn có 1.000 đồng một một tuần. Thì bây giờ không còn 40 giờ nữa thì bạn giảm xuống còn 30 giờ thì bạn phải tăng cái số tiền bạn lên là 33 đồng. Và bạn muốn giảm giờ làm nữa là còn 20 giờ thì nghĩa là bạn phải thu nhập bao nhiêu? 50 đồng một giờ. Đó các bạn, giảm từ 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 từ. Chú các bạn. Đó, như vậy á thì bạn mới thành công được các bạn. Đằng này bạn đi đọc những cái tin tức nhảm nhí, những cái tin tức nhảm nhí, hoặc là lướt Facebook coi cái này coi kia, bạn tôi ăn cái gì hôm nay, rồi anh chàng ca sĩ này đi xế hộp gì, cô diễn viên kia cặp với anh nào, cặp với tại gia nào, rồi hot girl này có sự cố lộ hàng, hot girl kia có sự cố gì đó các bạn, rồi ông bán dịch hiếp bài bán rau rồi này nọ, những cái tin tức như vậy. Những cái tin tức như vậy bạn cứ nghĩ lại trong đầu bạn đi, bạn hãy nhớ, và hãy nhớ những cái tin tức như vậy nó có giúp bạn làm giàu gì cho bản thân bạn không, nó có giúp bạn đi đến con đường tạo ra công ăn việc làm cho người khác không, nó có giúp bạn tăng cái gọi là cái IQ, cái chỉ số thông minh của bạn không, và có thể tăng tỷ số tài chính của bạn không. Nếu bạn đọc những tin tức đó, bạn phát triển những tin tức đó mà bạn có được tiền thì bạn hãy làm. Ví dụ những các bạn làm báo nè, hoặc là ví dụ những các bạn làm tin tức này nọ thì nên làm. Còn bạn là những người bình thường
bạn không nên quan tâm tới những cái chuyện này. Cái vấn đề của bạn nên quan tâm là làm sao để tôi có thể kiếm được thêm một nguồn thu nhập nữa, làm sao tôi có thể tạo ra một nguồn thu nhập nữa, làm sao để tôi có thể mỗi ngày thành công hơn, làm sao tôi có thể vượt qua vùng an toàn của tôi, làm sao tôi có thể nói chuyện được với các bạn, nói chuyện trước đám đông, rồi có thể bán hàng được, tự tin đứng giữa đám đông nói chuyện, rồi tự tin đứng giữa đám đông bán hàng, rồi làm sao tôi làm những cái video để tôi lên lên online, tôi lên social network, tôi lên mạng xã hội để tôi có thể kêu gọi nhiều người để họ phát triển bản thân. Mình biết các bạn, mình biết rất là khó chứ không có dễ. Khó mới mới học chứ dễ, giống như các bạn nghĩ đi, bạn đi làm 8 tiếng về, bạn ngồi ịch xuống trong cái nệm xong rồi bạn nằm bạn ngủ, hoặc là bạn đi ăn, ví dụ bạn làm mệt quá về bạn cứ tấp 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 ăn thiệt là no xong rồi nằm ngủ, lăn ra ngủ. Đối với cái chuyện vậy nó dễ hơn chuyện đi tập gym đúng không mọi người? Hoặc là bạn đi làm về xong rồi bạn đi ra tiệm bạn ăn xong rồi bạn về bạn ngủ, nó rất là dễ hơn chuyện đi tập gym. Và ăn thức ăn nó không không gọi là có không, nó không có gọi healthy, không có sức khỏe các bạn. Nếu bạn ra bạn cứ ra ngoài ăn, thay vì vậy bạn mua về xong rồi bạn rủ hai ba người gì đó tới nhà xong rồi luộc rau rồi ngồi ăn và nói chuyện, hai ba người đó họ cũng cùng chí hướng với bạn ngồi đó. Ví dụ mày đi làm công, tao cũng đi làm công, nhưng mà hai anh em mình ngồi xuống rồi bữa nay tao nấu mai mày nấu, rồi bắt đầu ngồi đó bàn kế hoạch coi làm ăn sao để thoát khỏi cái công việc đó cho bạn, thoát khỏi cái kiếp làm công đó chứ. Bạn cứ vậy, cứ tuổi trẻ các bạn trôi qua một cách ngao ngán như vậy thì đến năm 30 tuổi thì bạn không còn sức nữa rồi các bạn. Đến năm 30 tuổi thật sự, nếu mà bạn chưa kinh doanh trước năm 30 tuổi mà đến năm 30 tuổi bạn kinh doanh thì bạn quả thật là phi thường. Tại vì cái năm 30 tuổi tới năm 40 tuổi đó các bạn, tam thập nhi lập tới cái năm mà ba mươi mấy tuổi đó các bạn, 30 trở đi đó các bạn, cho đến 39 tuổi là lúc này bạn phải lập thân rồi các bạn, chứ bạn không còn phải là đi mày mò con đường kinh doanh nữa các bạn nữa. Có những người mình biết thành công sau cái tuổi đó mình biết, nhưng mà sẽ vất vả hơn các bạn. Hai mươi mấy tuổi các bạn hãy ra khởi nghiệp đi, mười mấy tuổi các bạn ra khởi nghiệp đi, các bạn hãy ra làm đi, các bạn thấy bạn sẽ nếu bạn chưa chuẩn bị kịp á, thì bạn sẽ thất bại, nhưng mà thất bại sớm còn hơn thất bại trễ các bạn. Khởi nghiệp từ không đồng đâu có bị mất gì đâu, có chăng bạn mất là bạn mất thời gian, và nhưng mà bạn có rất là nhiều các bạn, bạn có kinh nghiệm, bạn có những cái kiến thức mà không có ai mà chỉ cho các bạn được hết. Các bạn mỗi cái sự vấp ngã nó đều khác nhau hết các bạn, đừng có tốn thời gian của bạn cho những cái tin tức nhảm nhí, và đừng có tốn thời gian cho của các bạn cho những cái mà vô bổ, không có mang lại cái giá trị tinh thần gì cho các bạn, và không có mang lại giá trị vật chất luôn, và không có mang lại cái giá trị gì để cho bạn phát triển cái bản thân của các bạn. Thì các bạn đọc những cái tin tức đó làm cái gì các bạn? Các bạn hãy cho mình lý do để các bạn tốn thời gian những cái tin tức đó. Hoặc bạn lên mạng bạn coi ca sĩ này phát triển được cái video clip mới, ra cái video clip này, diễn viên kia ra cái phim này. Bạn đi coi phim, bạn đi nghe ca nhạc như vậy á, thì để giải trí một tuần đi một lần được rồi, không phải ngày nào cũng đi xem phim các bạn. Không nên. Những người mà quan tâm đến những cái tin tức như vậy á, các bạn hãy tự hỏi lại bản thân mình, tại sao tôi không quan tâm tới cái nồi cơm của nhà tôi, tại sao không tôi không, không quan tâm đến cha mẹ tôi, không quan tâm đến con cái tôi, không quan tâm đến vợ chồng của tôi, tại sao bạn không quan tâm đến cái túi tiền của cái nhà của bạn? Bây giờ mình hỏi các bạn thử suy nghĩ coi mình bạn trả lời được những câu hỏi này không nha. Bây giờ bạn còn bao nhiêu tiền ở trong tài khoản bạn? Bạn trả lời chính xác cho mình cho tới tới số 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 nhỏ nhất luôn á. Bạn còn bao nhiêu chục triệu, bạn còn bao nhiêu triệu, các bạn còn bao nhiêu trăm ngàn, các bạn bao nhiêu ngàn trong tài khoản bạn nhớ không? Không nhớ đúng không? Rồi bạn còn bao nhiêu, gia đình bạn còn bao nhiêu? Rồi bạn có đặt bút xuống bạn viết một tháng bạn thu nhập bao nhiêu, vợ bạn thu nhập bao nhiêu, rồi chi phí cho gia đình còn lại dư bao nhiêu? Làm sao để mình tăng cái số tiền đó lên mà mình vẫn đảm bảo gia đình mình sinh hoạt tốt, và mình làm sao để kiếm thêm một nguồn thu nhập khác nữa, rồi hai nguồn thu nhập khác, rồi ba nguồn thu nhập khác nữa. Ngoài việc đi làm của hai vợ chồng ra, về nhà tụi mình làm cái gì mà để có thêm một nguồn thu nhập nữa, nhưng mà nó lại không ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của gia đình? Sao không dành thời gian để suy nghĩ những cái chuyện như vậy các bạn, mà đi suy nghĩ những cái chuyện ok, đi ăn món này, đi coi tin tức này, đi dạo chỗ này chỗ kia, đi du lịch chỗ này chỗ kia, bạn muốn làm gì bạn làm không sao hết, tất cả những cái điều đó là điều chính đáng hết. Nhưng những cái bạn làm những cái việc đó cộng với lại, nếu bạn đi du lịch, càng đi du lịch nó càng có nhiều tiền cho bạn đó, các bạn hãy suy nghĩ, càng đi du lịch có nhiều tiền.
tiền ở ngoài kia nhiều lắm các bạn, cá ở dưới đại dương còn rất là nhiều, cá dưới sông dưới biển còn rất là nhiều các bạn. Chỉ có đợi bạn có kiến thức để bạn ra bạn lấy, bạn hốt những cái đó thôi. Tiền còn rất là nhiều ở ngoài kia, mình nói lại lần nữa, tiền còn rất là nhiều, nhiều người rất là giàu có ngoài kia sẵn sàng chi tiền ra cho bạn để bạn chia sẻ kiến thức cho họ. Mà bạn không có kiến thức thì bạn không thể nào lấy tiền của họ được. Bạn không có kiến thức, bạn không vượt qua cái bản thân của các bạn, bạn không vượt qua vùng an toàn của bạn, không thể nào lấy tiền của họ được. Bạn muốn lấy tiền của người ta trước, bạn phải trao đi giá trị trước cho họ các bạn. Không có dễ nhưng mà cũng không có khó, bạn có thể làm được. Đó các bạn, hãy suy nghĩ, bạn làm bất cứ gì, chơi với con vẫn ra tiền, dành thời gian với gia đình vẫn ra tiền, cuối tuần đi chơi với gia đình vẫn ra tiền. Đó các bạn hãy suy nghĩ, các bạn làm sao để cho ra tiền, các bạn làm sao để các bạn càng suy, bạn càng nghỉ ngơi, tiền nó còn nhiều hơn là bạn đi làm, thì lúc đó bạn mới thành công được các bạn. Chứ bạn càng đi làm, càng bận rộn, mà nó không ra tiền thì cũng như không. Đúng không các bạn? Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình cái thumbs up, nút like các bạn. Rồi hãy chia sẻ video này cho những người người ta cần thiết để cho người ta có thể phát triển được bản thân họ. Và hãy giúp mình cũng như giúp các bạn. Coi những người xung quanh các bạn, ai mà đọc tin tức nhảm nhí và những lướt Facebook và coi những cái đọc báo những cái tin tức nhảm nhí, bạn nói thẳng vô mặt họ luôn. Nếu anh chị em gì đó mà coi những cái tin tức như này mà càng ngày càng giàu có hơn thì tiếp tục coi. Còn nếu mà không có giàu có hơn thì dẹp đi đừng có coi nữa. Tại vì mình rất là muốn cả dân tộc của mình, cả những người bạn bè, tất cả những người mà mình biết, mà cả những người mình không biết nữa. Các bạn hãy tăng gấp đôi cái thu nhập hiện tại của bạn, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần thu nhập của các bạn. Các bạn biết tại sao mà ở Việt Nam mình rảnh thời gian nhiều quá không? Mà ở nước ngoài người ta rất là bận không? Tại vì Việt Nam không có chuyện gì để lo lắng và không có chuyện gì để làm hết. Tại vì họ nghĩ có người thân họ lo rồi các bạn. Cái thói quen ỷ lại đó. Và ở nước ngoài này nè, người ta không có ỷ lại ai hết. Ba mẹ có tiền là của ba mẹ, con cái có tiền là của con cái. Mỗi người đều phải tự lo nuôi sống bản thân mình nữa các bạn. Không có ba mẹ gì giúp, cũng không có anh chị em gì giúp. Đến khi nào bước đường cùng mới giúp thôi. Còn ở Việt Nam mình rất là tương thân tương ái nên giúp hết. Các bạn hãy tự lực cánh sinh, đứng trên chính đôi chân của mình, sử dụng thời gian hợp lý để các bạn giàu có và các bạn thành công hơn nha. Đừng có phí phạm cuộc đời của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.